Rồi, xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ quay lại thôn Hạ Sơn 2 và tôi sẽ đi ăn cưới cùng với một cậu em ở trên thôn này. Mời các bạn cùng theo chân tôi đi ăn cưới trong bản, xem cưới trong bản có gì hay nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi lên trên nhà ông em và tí tôi sẽ đi cùng ông em này đi ăn cưới. Ông em này hôm trước tôi vừa uống rượu cùng với ông em ở dưới nhà bên dưới kia đấy, hôm buổi tối ấy. Các bạn nếu mà bạn theo dõi video trước thì sẽ nhận ra được ông em này tên là Pà nha các bạn nhá. Em ở trên này kêu gào hết nhỉ. Rồi chào em nhá. Khỏe chứ? Khỏe mà. Ai ở con Sáu này biết nói chưa? Không biết đâu. Không biết nói á? Chắc. Nó dựng màu áp này không phải Sáu được à? Có cắt lưỡi cho nó? Không. Cái này nuôi được mấy năm rồi em? 6 năm rồi. 6 năm rồi? Không biết nói à? Không. Wow, nhìn nó đẹp nhỉ. Này, đây mình sẽ làm một video cùng với em Pà đi ăn cỗ ở trong bản nha các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và theo chân chúng tôi đi ăn cưới ở trên vùng cao xem như thế nào nha các bạn nhá. Rồi đi thôi nhà em nhỉ. Đi vào bản, em đi trước đi. Giới thiệu với các bạn chuẩn bị đến rạp cưới rồi các bạn nhé. Giới thiệu với mọi người, hiện nay mình đang ở gần đám cưới dân tộc người Hơ Mông ở trên vùng cao rồi. Theo tìm hiểu thì mình được biết đám cưới người dân tộc Mông ở trên vùng cao hiện nay đã rất là khác so với ngày xưa rồi. Tuy nhiên là bà con thì vẫn giữ được những cái nét riêng, đó là vẫn còn mặc quần áo dân tộc nhé các bạn nhé. Nhưng mà phong bạt thì bây giờ do điều kiện ở gần thị trấn nên là cũng được trang trí rất là đẹp. Rồi bây giờ mời các bạn cùng tôi vào trong đám cưới để khám phá cũng như là tìm hiểu xem những cái nét đẹp của văn hóa đám cưới người dân tộc Hơ Mông như thế nào nhé các bạn nhé. Chào các chị nhé. Ôi hôm nay mặc quần áo đẹp thế. Chào chị ơi, cho em hỏi đây là mình đây quần áo mình đây là dân tộc gì ạ? Dân tộc Mông. Dân tộc Mông à? À. Mông Mông gì, gọi là Mông gì chị? Mông đen hay là Mông trắng hay là Mông đen à? À đây là quần áo của dân tộc người Mông đen. Đấy, chào Sói Ca Hát Hen. Đây là A Hương nhỉ? Anh ơi, vừa lên bản về. Đi bản về. Đây cưới bên này à? Có chương trình hát thiết gì ở bên này không? Hát phải đặt chương trình của nó thể được. Biết không? Đi vào đây xem mà mâm cỗ bàn thế nào nhỉ. Để đi xem đá đông nó làm. Có cả bia ở đây cả. Thank you.
Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn khu ẩn thực, gọi là khu ẩm thực nha các bạn nhé. Bây giờ chắc rất nhiều người chắc là rất là nhiều người tò mò cũng như là muốn biết ẩm thực của người Hâm Mông như thế nào nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vào đây xem khu vực ẩm thực. Rồi, chào các bác nhá. Ôi, ăn nhiều giá này không khỏe lắm à? Ăn nhiều giá này là khỏe lắm đấy. Ôi, giá ngon nhỉ. Đây là món giá, giá đỗ. Giá đỗ này là xào với cái gì anh? Cái này xuống thắng cố ạ. Thắng cố à? Ai giờ? Giá đỗ thắng cố. Rất là hợp luôn đấy. Ôi à. Ẩm thực đây. Hôm nay đến rồi, hôm nay lại đến tiếp. Ủa, bây giờ mới là công đoạn chế biến món thắng cố à anh? Vâng. Bây giờ thái ra xong là mình cho ra bát luôn à anh? Hay là phải đun nữa đấy? Cho vào nồi đun tiếp à? Mấy công đoạn nữa cơ à? Cái này sốt vang chứ đúng không? Sốt vang giống như thắng cố mà nhỉ? Châu bò xào. Một bò 80 con gà. Hơn 100 mâm nha. Cái này. Ấy. Ấy giờ. Cái này làm nộm ngũ sắc à chị? Vâng, làm nộm. Đó, món nộm ngũ sắc. Có mũ tẩu chưa? Ấy giờ. Hả? Đây món gì đây? Món này món mèn mén. Món mèn mén ăn với thằng cố đây à? Ăn chấm nước với ớt. Vâng. Ăn đấy nhỉ. Ngon đấy nhỉ. Đấy. Món mèn mén thắng cố. Vâng. Đâu nồi mèn mén đâu anh? Đâu cái anh múc dưới kia lên mà. À. Nó không làm được cố. Không hôm nay cố không có mèn mén với lại món pịa đâu đúng không? Có cam pịa bò đấy. Phải có món pịa bò với món vụ cỗ vùng cao ấy nhỉ. Làm thiên nhạc thôi nhỉ. Cho thử miếng xem nào nhỉ. Đẹp quá, nhìn ngon quá. Làm miếng dầu thủ kho no nhà bếp. Ý, phải làm một tí. Đúng bò bản ngon lắm. Được đấy các bạn ạ. Thịt bò xào gừng. Món gừng này xào với cái gì anh? Xào với thịt bò. Thịt bò tiếp à? Mỗi túi này là một mẻ à? Mỗi túi này được bao nhiêu đĩa? 10 đĩa một túi này. À, chỗ này phải được 5 cân đấy nhỉ? 4 cân à? 4 lạng một đĩa.
các món thì đã được làm xong và cho lên mâm hết rồi các bạn ạ. Bây giờ chuẩn bị đánh chén rồi. À, đi một vòng qua một chút về khu ẩm thực và giới thiệu cho các bạn một số món như vậy thôi nhé. Hôm nay cổ thì có gà này, có thắng cố này, có sốt vàng này, hoa quả trắng miệng. Chào các bác bên ẩm thực. Cái này là giò bò hay là giò lợn à? Gà chặt xong hết rồi nhỉ? Rồi. Đây. Đây là gà bản đây, gà đồi đây này. Gà đồi đấy nhỉ? Gà rừng Vĩnh Phúc. Đi sang bên này xem có cái gì. À, đây này các bạn ơi. Đây mới là cái món chính của đồng bào vùng cao này. Nhê. Đây mới là món chính đấy nhỉ? Chị nhỉ? Không có cái món này là không phải đám cưới đâu nhỉ? Đấy. Ở trên vùng cao là không có món nước nói này thì không phải là ăn cỗ đâu nha các bạn nhá. Đây. Đấy, đây là giới thiệu với mọi người, đây chính là những cái liều thuốc vui, thuốc giải trí hiệu nghiệm nhất nha các bạn nhá. Đấy, thế rồi. Rồi, đấy, vậy thôi, đây chính là rượu các bạn ạ, rượu ngô vùng cao. Món là kích thích niềm vui tốt nhất đến mọi người. Đây là khu vực chúc phúc cho cô dâu chú rể các bạn nhé. Đây mình cũng chúc phúc. Đây cũng là một cái văn hóa rất riêng của vùng cao nhé các bạn nhé. Khi bỏ phong bì vào đây thì sẽ được mời một chén rượu các bạn ạ. Cảm ơn chị nhé. Chị uống cùng em đi nhỉ. Đúng rồi. Đi say đấy. Đi say. Phải uống hết á. Các bạn là phải uống hết đấy nha các bạn nha, không được để lại đâu. Thế này. Rồi, hết rồi. Thu Hoàng Xuân Trường cùng tên với mình rồi. Em nhá. Đây là cô dâu đây à? À, đây cô dâu đây. Giới thiệu với mọi người, đây chính là cô dâu của đám cưới ngày hôm nay nha các bạn nha. Rất là xinh gái. Thế chú rể đâu? Chú rể lên chưa? Chú rể chưa lên à? Thế là lấy chồng ở dưới Bắc Quang Quang à? Em. À, rất là xinh. Rồi. Đây là phù dâu à em? À. Em là nhà ở đâu? Ở đây luôn à? Thế phù dâu tên gì đấy? Yến à? Bạn nào thích làm quen với em thì comment bên dưới mình sẽ cho thích
em và Facebook của em nhé. Đi ra xem con rể, xe nhà trai đã đến rồi các bạn. Giới thiệu với mọi người, đây là đoàn nhà trai, phải đoàn nhà trai vừa mới ở dưới lên nha các bạn nha. Mình sẽ quay một chút về các cái phong tục tập quán cũng như là cái lễ của nhà trai ở dưới mang lên cho nhà gái như thế nào nhé các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng mình vào trong để xem phong tục như là cái lễ lạt của nhà trai mang đến như thế nào nhé. Rồi anh chào các em nhé. Rồi đây là phù dâu phù rể, các phù rể à? Phù rể ở bên kia. Đây là có một con gà mái và một con gà trống các bạn ạ. Đi đâu cũng phải có cặp. Em ơi, cái hộp này là hộp gì đấy đấy? Em, đây là lễ. Dạ. Cái này là bí mật nha các bạn nha, không được xem. Chú rể và phù rể là đeo băng đỏ. Đây là thủ tục nhà trai đến thưa chuyện với nhà gái các bạn ạ. Ra là hôm nay đám cưới hôm nay là hai dân tộc khác nhau các bạn ạ, không phải cùng dân tộc Mông. Nhà trai là dân tộc Nùng và nhà gái là dân tộc Mông, Mông đen nhé các bạn nhé. Do vậy là có lẽ là các cái phong tục tập quán chắc là không giống nhau, nhưng mà chắc là cũng chỉ làm những cái theo cái phong tục tập quán thủ tục thông thường đúng không ạ. Đây là nhà trai đến nhà gái và nhà gái thì sẽ tiếp kiểu dân tộc Mông. Cúng ngoài trời các bạn ạ. Anh ơi, đây gọi là cúng gì? Cúng cho ông bà hay là chúng thổ công? Cúng cho thổ công à? Báo cáo thần thổ địa nhỉ? Thổ địa là hôm nay là hết nhà có việc đó. Nhà có việc gả con gái đó. thầy mo nói rằng là thổ địa này thổ địa tốt đất đấy. Quay đấy.
Như vậy là cúng đã xong rồi các bạn ạ. Đây là cúng báo thổ công. Các bác các chú vào đây làm trên để sau này khỏi phải quay. Quay thì cúng xong là được chén luôn à? Được. Ai mà quay thì được một chén. Rồi. Thôi, thì hết pin. Không sợ đâu. Đấy. Mày, dân tàu mong nó là thưởng thức món ở ngoài đồng nha các bạn nhé. Các bạn giới kiểu một con chó một con này một con 200 thổ công xong là thầy thấy mọi người anh em ở đây thưởng thức luôn. Thưởng thức luôn anh em mình nhá. Mời không dạ vâng. Rồi. Anh cảm ơn là nhé. Rồi. Con dễ bác à? Không, em đi chơi thôi. À. Khách không mời mà đến thôi. Không phải là tài xế chứ. Hôm nay mình là khách không mời mà đến các bạn nha. Dạ. Nhưng mà làm theo chén. Phong tục ở trong làng bản thì lúc nào quý khách đến là phải rót rượu cho nhau. Dạ. Yeah. Dù có quen hay không quen thì vẫn như là khách ở trong gia đình mình thôi. À, mời các bạn nha, mời các bạn uống rượu. Vâng. Dạ. Còn chén rượu to thôi. Rượu lao mà to. Rồi. Uống chén rượu to. Ăn miếng thịt. Ăn miếng thịt to này, uống bát rượu đầy. Đấy, rất là ngon. Thịt này ở trên này gọi là thịt có lỗ nha các bạn nhé. Thầy mau. Thịt có lỗ này. Thầy mau phải uống chứ. Thầy mau bây giờ cúng xong thổ công rồi, tí còn làm thủ tục gì ở trên kia nữa không? Ôi bây giờ là làm cái này xong là đi bày luôn, bày cầm luôn. Em ngoan cho làm tí. Ở chỗ nhà nó thế còn nhà. Tí có làm lễ nhận không, đồ không. Của nhà trai không? Anh em mình tí nữa thế ông này, thế này. Anh em mình làm hết rồi ăn cơm xong là mới làm lễ thế lúc đấy mình khay rồi đấy. Ôi, một cá thôi, một cá thôi. Anh này còn chưa được cái này. Anh còn chưa được cái này. Anh còn chưa tám mai, tám mai ra cái này 100 mà ra bà cùng tội chết. Mời bác từ năm ấy à em á à? À em có tuổi rồi, 81 á. Làm mới 88 à? Ồ thế thì làm em thôi nhỉ. Làm em nhưng mà đi con có mấy đứa rồi? Một nhóc rồi à? À đấy em được con trả ít rồi, trả nhiều rồi không nuôi được đâu nhá. Bây giờ nhà nước nó kể luật nhiều quá, mòn nhóc là được. Thế nhỉ, bây giờ lại lên trên kia thôi nhỉ. Xong rồi nhỉ. Bây giờ hết trình, bà cao vợ. Đấy, các bạn ạ. Thế là như vậy là đã xong thủ tục báo cáo thổ công nhỉ. Bây giờ quay về xong về bài mâm. Về lên xem cỗ bàn. Cỗ bàn. Đây, cỗ bàn ở trên. Lễ nhà trai mang đến nhà gái nhỉ. Giới thiệu với mọi người đây chính là cái lễ cúng tổ tiên do chính bố của cô dâu cúng báo tổ tiên luôn đấy các bạn ạ. Và theo phong tục của người Hơ Mông khi cúng thì bao giờ cũng mời cơm cho vào cái muôi và đổ xuống đất như vậy nhé. Làm như vậy thì các cụ mới nhận được các bạn ạ. Đây là một thủ tục rất riêng của người Mông. Các bạn ạ. Chan mèn mén chan canh nha các bạn nhé. Mèn mén phải chan với canh để cho các cụ ăn. Đây là con rể nha các bạn nhé. Đây là phù rể. Chú rể thấy chuẩn bị được có vợ còn thấy thích không? Thích anh ạ. Thích à? Thích như nhỉ, mãi mới bắt được ấy nhỉ. Thế là hai em là bây giờ là đang làm đâu?
Em đang sửa chữa xe máy. À, đang làm ở ngoài Hà Giang à? Hà Giang. Thế lấy vợ xa này đi có thấy mệt không? Vợ xa mấy. Thế là ở bên bên mình ngày mai mới cưới à? Hay là hôm nay cũng làm? Mai chứ. Mai à? Sáng mai đón sớm nhỉ? Quay. Đến lời chào quý vị và chú rể xin được chào kính mời quý vị. Chúng ta đã đến đây để chúc mừng hạnh phúc trăm năm trong ngày trọng trời của chúng ta. Chào em nhé. Cô Du, Thu Hoàng và chú rể Xuân Trường. Vâng, một lần nữa xin được đại diện cho gia đình xin được chào kính mời quý vị. Có chứ, quay chú rể ở đây rồi. Cô dâu chú rể. Cô dâu chú rể đứng vào để anh chụp ảnh một cái nè. Đấy, cả phù dâu nữa nhỉ, phù rể đâu? Phù rể chạy đâu rồi? Không lên. À. Giới thiệu mọi người, đây là đôi viên ương trong ngày vui hôm nay nha các bạn nha. Rồi, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc nha. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị khách quý hiện diện trên sân khấu lúc này, đó là đôi vợ chồng trẻ của chúng ta, đó là cô dâu Thu Hoàng và chú rể Xuân Trường. Vâng, món quà từ một người bác, một món quà hết sức là ý nghĩa, một chiếc lắc, một chiếc vòng bằng vàng có giá trị thì rất là cao. Vâng, món quà tiếp theo xin mời em cậu ạ. Vâng, món quà của em cậu, em Điệp đấy ạ. Vâng, cảm ơn cậu rất là nhiều. Thay lời cho anh chị, đó là cô dâu và chú rể, xin cảm ơn cậu rất là nhiều. Món quà một chiếc lắc bằng vàng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn cậu. Xin mời quý vị trong tràng phát tay thật lớn để cổ vũ cho, động viên cho cậu được không ạ? Vâng, cảm ơn cậu rất là nhiều. Vâng, và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lưu lại những bức ảnh. Giờ là cũng đến giờ trưa rồi. Giờ mời anh em dùng bữa cùng mình nhé. Xem cỗ người Mông ở trên vùng cao như thế nào nhé các bạn nhé. Đấy, ở đây thì sự là hôm nay gia đình có rất là nhiều món. Ở đây, các chị ơi. Đấy, có gà, vịt, thằng cố. Ô, thằng cố đâu nhỉ? Chưa thấy thằng cố, chắc ngồi một lúc mới ra nhỉ? Đây. Đây là một mâm cỗ người vùng cao nha các bạn nhá. Giới thiệu với mọi người nha, ăn cỗ vùng cao là có món đặc trưng, đó là món mèn mén đây này. Đây mới là cỗ người Mông nha các bạn nhá. Ăn sống hơi nhiều. Ăn mèn mén với lại thắng cố. Đây là món thắng cố này. Nhưng mà cầm sâu này, cầm nó cầm sâu hả? Tay cái nùng mèo mán chưa biết hết. Nhưng mà nói tóm lại là giao tài Thái Mông Kinh đều chơi hết đấy. Đây là châu cuống đi thôi, nên là mời tất cả mọi người nhé. Phù dâu tên là Yến, chưa gì đấy. Trường biết được. Rõ lắm. Rồi, chú cảm ơn nhé. Khi nào đến lượt cháu đấy? Xong rồi. Khi nào đến lượt cháu? Tại vì là người yêu nó xa. À, người yêu xa. Xa thì phải lại úp sọt cho nó nhanh vào như nào. Xa rồi, xa mà không đến à nhỉ?
nghiện rồi còn lâu mới chạy đánh được. Chân đánh còn không bỏ ấy. Xin chào các bạn nhé. Nay cũng đã trưa trưa rồi. Mình cũng vừa mới ăn cỗ cũng như là review cho tất cả các bạn biết được một cái đám cưới của người vùng cao như thế nào rồi nhé. Và tất nhiên thì mỗi một vùng miền thì đều có các cái phong tục tập quán cưới xin nó khác nhau các bạn ạ. Và hôm nay mình cũng chỉ xin phép quay qua một chút về các cái thủ tục cũng như là một số cái văn hóa cưới xin ở trên này cho các bạn biết như vậy thôi nhé. Bởi vì thực sự là mình cũng đi khá xa thì mới đến nơi này. Do vậy là mình cũng không quay được từ đầu cũng như là tìm hiểu được hết các cái phong tục tập quán cưới xin của người dân tộc Hơ Mông nha các bạn nhé. Vì nhà trai cũng hơi xa, do vậy người ta đi đón dâu thì chiều nay người ta đến và xin dâu và đến sáng mai người ta đi về luôn ấy các bạn ạ. Đó, do vậy mình cũng không thể ở lại để tìm hiểu cũng như là để giới thiệu cho mọi người biết được hết các phong tục nha các bạn nhé. Vì vậy các bạn hết sức thông cảm cho mình nhé. Và bây giờ mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy like và share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.